chào quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày hôm nay 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Trong những năm gần đây, thì quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế ổn định tích cực và lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 18 tháng 1 năm 1950. Năm 1999, hai nước ký kết Hiệp định Biên giới trên đất liền, xác định phương châm 16 chữ thúc đẩy quan hệ trong thế kỷ 21 là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Năm 2000, hai bên ký tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ. Năm 2004, ký Nghị định Thư Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ. Năm 2005, hai bên thỏa thuận đưa quan hệ hai nước phát triển trên tinh thần bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Năm 2008, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên toàn tuyến biên giới đất liền. Năm 2009, hai nước ký Nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền. Năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, hai nước ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc. Năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc. Năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh thăm Việt Nam. Năm 2015, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Trung Quốc. Năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc, Ủy viên trưởng Nhân đại Trương Đức Giang thăm Việt Nam. Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Hai nước ký bản ghi nhớ hợp tác về kết nối giữa khuôn khổ, hai hành lang, một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Tháng 7 năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung Quốc. Năm 2020, hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2020 đến năm 2022, Tổng Bí thư hai đảng đã 4 lần điện đàm vào tháng 1 năm 2020, tháng 9 năm 2020, tháng 2 năm 2021 và tháng 9 năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 5 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ hai bên đã có 3 lần điện đàm tháng 6 năm 2021, tháng 1 năm 2022 và tháng 9 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc tháng 6 năm 2021. Trung Quốc hiện đứng thứ 6 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 22,6 tỷ đô la Mỹ với 3.512 dự án. Thưa quý vị, chiều hôm qua thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Đây là hệ thống mới trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử của thành phố được kết nối tích hợp với hệ thống xác thực định danh điện tử để chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án số 06 của chính phủ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện với phương châm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các tính năng theo quy định mới nhất của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo bước tiến trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và địa phương, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp thành phố. Chúng ta nói là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thì quá trình chúng ta vận hành như vậy thì tương tác với người dân với doanh nghiệp, ta lắng nghe ý kiến để chúng ta điều chỉnh để làm sao người dân và doanh nghiệp thuận lợi nhất, tiếp cận dễ dàng nhất, giải quyết nhanh chóng nhất. Làm trước mắt rút kinh nghiệm rồi nhìn thấy
những cái vướng mắc, những cái phát sinh để chúng ta điều chỉnh các giải pháp để đến 2025 chúng ta điều hành cái nền hành chính của thành phố trên nền tảng số. Dự kiến đến cuối năm 2022, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ thiết lập 100% thủ tục hành chính đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đồng thời cung cấp 452 dịch vụ công trực tuyến theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp nối thành công từ chương trình Dân Vận Khéo kết nối biên cương năm 2022 tại tỉnh An Giang và Đắk Nông, hôm qua thì Ban Dân Vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với nhiều đơn vị triển khai chương trình này tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, một trong bốn khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Qua đó thì chăm lo thiết thực cho đời sống người dân và cán bộ chiến sĩ vùng phên dậu của Tổ quốc. Một trong những hoạt động nổi bật của chương trình là công tác khám bệnh, tặng thuốc và trao quà cho người dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Tại đây, hơn 450 hộ dân không có điều kiện kinh tế như anh Thanh đã có thể đưa mẹ già đến khám để nhận được sự hỗ trợ, chăm sóc y tế kịp thời. Nhờ có bác sĩ đưa ta tới để khám được cho bà già, vậy thì chúng tôi thấy cũng là diễm phúc rồi. Cũng cảm ơn bác sĩ ở thành phố đi tận tình giúp đỡ. Nhằm hỗ trợ đúng đối tượng gặp khó khăn, chương trình đã đến tận những nơi vùng sâu giáp biên giới như xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nơi mà 80% dân số sống bằng nông nghiệp. Bên cạnh nhiều vật dụng, sinh kế thiết thực, ban tổ chức còn lắp đặt 20 trụ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường biên giới cho bà con chiến sĩ với tổng kinh phí gần 650 triệu đồng. Đối với những cái người dân mà được nhận phần quà hôm nay á, là bà con rất là mừng. Rất là mừng thì sẽ giúp được cho bà con được trang trải phần nào cái khó khăn cuộc sống hiện nay. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên biên giới thì rất thiếu thốn về mặt tình cảm cũng như là vật chất. Qua những phần quà của Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng thì đó là niềm khích lệ rất lớn đối với chúng tôi để chúng tôi tiếp tục quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Qua đây thì cũng một là giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn tri ân và nhớ những người dân, luôn cả các đội ngũ cán bộ chiến sĩ thành phố và các chiến sĩ vùng biên. Họ canh giữ vùng biên để cho người dân thành phố mình an toàn và được an ninh trật tự. Dự kiến tháng 11 tới, chương trình Dân Vận Khéo kết nối biên cương sẽ được triển khai tại khu vực 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Hoạt động tiếp tục khẳng định tinh thần cùng cả nước vì cả nước của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng về đồng bào, chiến sĩ vùng phên dậu còn nhiều khó khăn, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Hôm qua, tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Hội Cựu chiến binh thành phố và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình đồng hành gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Với nhiều tiết mục vui tươi hấp dẫn, đậm nét văn hóa của ba quốc gia anh em, đã mang đến không khí giao lưu thân tình và ấm áp giữa các bạn sinh viên, các chiến sĩ, cô chú cựu chiến binh và các gia đình. Chương trình như lời khẳng định về mối quan hệ láng giềng gần gũi, thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, cùng kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau, giành thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Qua đó tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, du học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa ba nước. Dịp này, Hội Cựu chiến binh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng nhiều phần quà lưu niệm cho các sinh viên Lào, Campuchia đã có thành tích học tập xuất sắc. Trong khuôn khổ hoạt động của tuần lễ giao lưu văn hóa thương mại và đầu tư Việt Nam Hàn Quốc, hôm qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Hàn đã diễn ra tại công viên 23 tháng 9 với sự tham gia của đoàn biểu diễn nghệ thuật tỉnh Gyeongsangbuk. Chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm âm hưởng văn hóa truyền thống lẫn hiện đại của Hàn Quốc, cùng với đó là nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện ngày Gyeongsangbuk Do thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, tuần lễ giao lưu văn hóa thương mại và đầu tư Việt Nam Hàn Quốc, góp phần tạo cơ hội thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thu hút đầu tư thương mại và du lịch.
Thưa quý vị, từ quý 2 năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản rơi vào tình cảnh khó khăn bởi tác động của bất ổn địa chính trị toàn cầu, biến động từ thị trường chứng khoán, tỷ giá, lãi suất cho vay tăng cao. Tại diễn đàn bất động sản năm 2022 do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức vừa qua, các chuyên gia nhận định hiện thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phân khúc căn hộ đang chứng kiến tình trạng lệch pha cung cầu, nhà ở vừa túi tiền gần như biến mất, nguồn cung sụt giảm, sức cầu giảm nhưng giá bán tăng cao. Trong 9 tháng đầu năm, nguồn cung căn hộ và lượng tiêu thụ mới tại thành phố Hồ Chí Minh tăng so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên chỉ bằng 40-60% của giai đoạn năm 2019 trở về trước. Giá bán sơ cấp từ chủ đầu tư tăng bình quân 8-10% so với quý 2 năm 2022, trong khi giá bán thứ cấp giữa những người mua với nhau lại giảm 3-7% so với thời điểm đầu năm. Thứ nhất là cái chi phí đầu vào nó đang tăng rất là cao, thứ nhất là chi phí nguyên vật liệu này, chi phí nhân công, đặc biệt bây giờ là chi phí vốn. Thật sự doanh nghiệp hiện tại chi phí vốn rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề về tắc nghẽn trong pháp lý. Ý là những dự án hiện tại cái thời gian mà làm pháp lý nó kéo dài hơn thì vô hình chung nó làm có chi phí của cái vòng đời dự án nó tăng lên, thì chi phí vô hình nó tăng thì nó làm cho cái giá bán tăng cao. Nút thắt pháp lý vẫn là vướng mắc lớn tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh với khoảng trên 100 dự án đang bị ách tắc, khiến cho nguồn cung tại thành phố luôn ở trạng thái nhỏ giọt. Thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của cả nước đã rơi vào trong cái tình trạng là mất cân bằng về cung cầu, bởi vì cái nhu cầu nhà ở của xã hội, đặc biệt là nhà ở của những người có thu nhập trung bình, những người có thu nhập thấp là cực kỳ lớn. Cái quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã hơn 10 năm rồi, thành ra hiện nay nó không còn phù hợp với cái nhu cầu hiện tại. Và trong quy hoạch đó gần như không có vị trí mà để gọi là xây nhà ở xã hội. Mà khi xây dựng ở xã hội thì theo nghị định 100 cũng như nghị định 49, chúng ta được tăng cái hệ số sử dụng đất. Và khi tăng hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần thì tương đương dân số nó tăng theo. Chính vì vậy chúng ta phải thực hiện cái câu chuyện gọi là điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Và đây là cái thủ tục mất nhiều thời gian nhất và làm chậm tiến độ đầu tư các dự án nhà xã. Không thể phủ nhận nghị quyết 18 ra đời hay dự thảo luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản đang lấy ý kiến sửa đổi là những tín hiệu tích cực cho thấy sự nỗ lực hướng đến tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tình trạng thiếu đồng bộ giữa các bộ luật hiện hành. Tuy nhiên, theo chuyên gia, trong thời gian chờ đợi sự thay đổi, rất cần những giải pháp ngắn hạn. Chính phủ cần có cái thống kê lại những cái dự án hiện nay đang chờ phê duyệt. Và sẽ có thể làm một cái khung để phê duyệt cho các cái dự án mà coi như người ta đã được cho cái chủ trương đầu tư rồi. Và tức là người ta đã chi tiền vào đấy rồi. Chuyên gia cũng cho rằng muốn thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển vững chắc thì cần phải loại bỏ được tình trạng đầu cơ bất động sản, khuyến khích đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Muốn vậy, cần nghiên cứu kỹ sắc thuế bất động sản phù hợp. Chuyển đổi số cũng là một giải pháp thiết thực, cần thiết để công khai, minh bạch nhằm thực hiện đúng và đủ sắc thuế bất động sản. Ngoại trưởng Ấn Độ ngày 29 tháng 10 cho biết nước này sẽ đóng góp nửa triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Hiện các nhóm khủng bố đang lợi dụng các công nghệ mới để gây ra những mối đe dọa đối với các chính phủ trên toàn thế giới. Phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng bàn Liên Hiệp Quốc ở New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyan Jaishankar cho biết, số tiền 500.000 đô la Mỹ sẽ được chuyển đến Quỹ tín thác của Liên Hiệp Quốc về chống khủng bố, nhằm tăng cường hơn nữa cuộc chiến chống khủng bố của tổ chức này. Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết, các công nghệ mới như các dịch vụ nhắn tin mã hóa và blockchain đang ngày càng bị các nhóm khủng bố và các tác nhân độc hại sử dụng sai mục đích, làm dấy lên nhu cầu cấp thiết đối với cộng đồng quốc tế về việc áp dụng các biện pháp để chống lại các mối đe dọa. Ông cũng nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng tăng từ việc sử dụng các hệ thống máy bay không người lái của các nhóm khủng bố và tổ chức tội phạm, coi đây như là một thách thức đối với các cơ quan an ninh trên toàn thế giới. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Anh James Livery cho biết, nước Anh đang tài trợ cho các công nghệ chống máy bay không người lái mới để ngăn chặn sự lạm dụng của những kẻ khủng bố. Nước này cũng đang làm việc với nhóm C7 và diễn đàn Internet toàn cầu để gây áp lực buộc các kẻ khổng lồ công nghệ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các nội dung cực đoan trên mạng.
Hai ứng viên tranh cử Tổng thống Brazil vừa có buổi tranh luận trực tiếp cuối cùng trước vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến diễn ra ngày 30 tháng 10. Trọng tâm của buổi tranh luận xoay quanh những khó khăn về kinh tế hậu đại dịch COVID-19 cũng như giải pháp giúp vực dậy quốc gia Nam Mỹ này trong thời gian tới. Ông Lula da Silva, cựu tổng thống và là đại diện đảng lao động cánh tả, cam kết sẽ tăng chi ngân sách cho những người nghèo đang bị ảnh hưởng từ khủng hoảng y tế, nghèo đói và thất nghiệp. Ông chỉ trích các chính sách sai lầm của chính quyền đương nhiệm trong việc ứng phó với đại dịch và khủng hoảng kinh tế, cũng như hậu quả của chính sách tự do mua bán vũ khí. Về phần mình, ông Jair Bolsonaro, đại diện đảng tự do cực hữu, hứa hẹn sẽ nâng lương cơ bản trong năm sau nếu ông tái đắc cử. Ông cũng cho rằng tình trạng bạo lực và bất ổn xã hội đã giảm trong thời gian ông nắm quyền. Theo kết quả bỏ phiếu vòng 1 hôm 2 tháng 10, ông Lula da Silva giành được 48% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Bolsonaro được 43% số phiếu. Phần lớn kết quả các cuộc thăm dò dư luận đều đang nghiêng về phía ông da Silva. Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 7,5%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và các nhà phân tích. Đây cũng là mức lãi suất được áp dụng kể từ giữa tháng 9. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất điều hành lên 20%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết lạm phát đã dần chậm lại trong nhiều tháng qua và có thể dự báo đạt 12-13% vào cuối năm nay. Dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga có thể giảm từ 3-3,5% trong năm nay do tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm. Trong khi đó, thì tỷ lệ lạm phát tại các nước Italia, Đức và Pháp tiếp tục tăng cao, đạt mức kỷ lục trong tháng 10. Nguyên nhân chính đẩy lạm phát leo thang chủ yếu là do chi phí năng lượng tăng mạnh. Theo các dữ liệu được công bố ngày 28 tháng 10, lạm phát tại Italia đã tăng 11,9% trong tháng 10, mức tăng cao nhất trong gần 40 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên lạm phát quốc gia lên mức hai con số kể từ khi Italia chuyển sang sử dụng đồng euro vào năm 1999. Nguyên nhân chính đẩy lạm phát leo thang là chi phí năng lượng tăng mạnh. Còn tỷ lệ lạm phát ở Đức đã tăng 10,4%, cao hơn so với mức ghi nhận trong tháng 9. Giá năng lượng và thực phẩm tăng là những nguyên nhân chính. Mặc dù chính phủ liên bang vừa thông qua gói hỗ trợ tiêu dùng và năng lượng trị giá 200 tỷ euro nhưng vẫn chưa có kế hoạch chi tiết. Tại Pháp, lạm phát trong tháng 10 tăng 6,2%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1985. Thực phẩm thuộc nhóm hàng hóa có mức tăng mạnh nhất gần 12%, và điều này khiến nhiều hộ gia đình phải chi phần lớn ngân sách hàng tháng tại các siêu thị. Thưa quý vị, xã hội phát triển, những thành phố lớn trở thành nơi lập nghiệp an cư của nhiều gia đình trẻ và ở nơi sông nước miền quê chỉ còn những người bà, người ông ở lại. Khoảng cách thế hệ, khoảng cách địa lý dù xa xôi, nhưng tình cảm gia đình vẫn là chất liệu keo sơn gắn kết cả nhà. Và với định hướng phát triển dòng sách tôn vinh những giá trị văn hóa và gắn kết gia đình, trong tháng 10 thì Lion Books tiếp tục cho ra mắt tựa sách mang tên Mùa hè của nội. Cuốn sách thuộc dòng sách Em yêu Việt Nam mình đưa các bé đến với một miền Tây sông nước, không chỉ giúp các bé hiểu hơn về văn hóa mà còn cảm nhận được sự nồng hậu của con người nơi đây. Quyển sách được giới thiệu đến công chúng tại buổi triển lãm Nội đi chợ về. Lấy bối cảnh miền Tây Việt Nam, Mùa hè của nội kể về hành trình về quê thăm nội của Út nhỏ khi mùa hè đến. Chuyến đi không đơn giản chỉ là về quê, mà nó còn là hành trình khám phá của Út nhỏ với lối sống và văn hóa ở đây, khác hẳn với thành phố nơi cô bé sinh sống. Tình cảm bà cháu, khoảng cách giữa ba thế hệ từ lâu đã được khắc họa rất rõ nét trong văn chương. Một người bà gần gũi với cuộc sống hiện tại, vẫn đi làm, vẫn chèo ghe để đi chợ, vẫn có giọng nói sang sảng mỗi lần gọi cháu. Và hơn cả, nó là sự khắc họa về dấu ấn thời gian. Út nhỏ mỗi ngày một lớn, nhưng nội cứ mỗi ngày một già đi. Và món quà mà bất cứ người ông, người bà nào đều mong muốn, đó chính là thời gian được ở bên cạnh con cháu. Chắc chắn rằng, không chỉ các bạn nhỏ, mà ngay cả bố mẹ cũng sẽ cảm thấy những điều vừa mới mẻ, vừa xưa cũ trong mùa hè của nội. Khi mà mình đã đến trải nghiệm ở miền Tây thì mình thấy rằng là miền Tây có một cái sự sức sống mãnh liệt về cả tình yêu và cả tình con người. Thì khi mà đến đây thì mình thấy rất là nhiều thứ, rất nhiều màu sắc, nhà cửa nhiều màu sắc, quần áo nhiều màu sắc,
và kể cả là cái nụ cười của mọi người cũng nhiều màu sắc khác nhau. Thì mình cũng muốn truyền tải tới cho độc giả rằng là kể cả những cuộc sống bình dị nhất thì chúng ta đều có thể đưa được những cái màu sắc tươi vui vào. Đối với bản thân em là một người miền Tây và em đã làm với miền Tây khoảng 3-4 năm nay thì em dành một tình cảm khá là lớn cho con người và cảnh đẹp miền Tây. Nên là em muốn mang những nét văn hóa, cảnh đẹp và con người đến gần hơn đến tất cả mọi người. Với ngôn từ địa phương giàu cảm xúc, tác giả và họa sĩ đã tái hiện lại những khung cảnh vô cùng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, từ hàng thốt nốt, chợ nổi, cây bẹo. Hơn cả một cuốn sách để đọc, để nghe, để cảm nhận, Mùa hè của Nội còn cung cấp cho các bạn nhỏ những kiến thức về địa lý, về văn hóa vùng miền qua mỗi trang sách. Em cũng dân miền Tây nên lúc mà nhìn thấy những cái tác phẩm của bạn thì thấy quen thuộc, nên là muốn cho mấy bé trải nghiệm những cái hình ảnh đó. Chúng mình rất mong muốn có thể lan tỏa văn hóa đọc, văn hóa Việt Nam, và các em bé thì có thể đến gần hơn với các trang sách thông qua thật nhiều hình thức và phương tiện khác nhau, cũng như là những cái trải nghiệm đọc thật là mới mẻ để các em bé có thể tiếp cận với văn hóa vùng miền một cách gần gũi và thân thuộc hơn. Tại buổi triển lãm, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những hoạt động vô cùng thú vị, vẽ tranh trên khổ lớn, trải nghiệm gian hàng các loại bánh dân dã của miền Tây Nam Bộ, đọc sách và tham gia workshop làm thiệp tặng ba, tặng mẹ. Từ đó giúp các bạn nhỏ tiếp cận với nét đẹp văn hóa Việt, hiểu rõ hơn về giá trị thời gian, về sự đoàn viên sum họp và hơn hết chính là tình cảm gia đình. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện đề án 938 về tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2022 và đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2021. Sau 5 năm triển khai đề án 938-939, quận Bình Thạnh đạt được những con số ấn tượng. 55.500 hội viên phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về các vấn đề trong xã hội liên quan đến phụ nữ trẻ em, hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho gần 3.000 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, phối hợp mở 455 lớp sơ cấp nghề tạo việc làm, ổn định cho hơn 11.000 chị em phụ nữ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh khen thưởng 13 tập thể, 9 cá nhân có thành tích tốt trong tổ chức thực hiện đề án 938-939. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh cũng thực hiện chương trình kết nối giao thương, liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm Việt sạch với hai doanh nghiệp thực phẩm Vít Xăng và Tươi Mát nhằm tôn vinh hàng Việt, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ. Trong không khí toàn ngành giáo dục sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Công đoàn ngành giáo dục thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức chuỗi hội thi dành cho các đơn vị giáo dục trên địa bàn. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Những lời lẽ và hình ảnh quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa về thầy cô, dịp này lại được nhắc lại trên những cánh thiệp tri ân được trưng bày tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Đây là những sản phẩm được đầu tư công phu của hơn 60 đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong phần thi trang trí cánh thiệp nhớ ơn thầy cô. Hội thi trưng bày hình ảnh chủ đề thành tựu giáo dục. Trường mầm non bé ngoan tận dụng tất cả những cái nguyên vật liệu thải bỏ như là mo cao, như là những cái cọng nhựa của những cái thảm cỏ và những cái hạt đậu, hạt hướng dương, tình cảm của các cô thể hiện vào hết một cái bức tranh. Và các cô tranh thủ vào buổi trưa khi các cháu ngủ thì các cô lên làm, rồi buổi chiều khi các cháu ra về thì các cô ở lại tới 6-7 giờ tối để làm xong cái bức thiệp này. Thì nhà trường có sự huy động của rất nhiều tổ bộ môn. Phần thiết kế thì bên tổ công nghệ và tổ tin học thực hiện. Rồi tiếp theo là đến cái môn thủ công mỹ nghệ để hỗ trợ cái phần làm bông thông qua cái tấm thiệp này để các em yêu quý trường lớp, yêu quý thầy cô hơn. Với thời gian đăng ký rất là ngắn, cũng có trên 60 đơn vị dự thi thì ban tổ chức cũng nhận thấy rằng là cũng đã có một cái sự thành công bước đầu về cái số lượng. Thông qua đó thì cũng muốn người dân thành phố với phụ huynh sẽ cảm nhận được là cái vị trí của người thầy vẫn còn trong lòng các em học sinh rất sức là sâu sắc. Chuỗi hội thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ tiếp diễn với các hoạt động tại Công viên Văn hóa Đầm Sen như đua thuyền rồng, tiếng hát cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, đồng ca bài hát ngợi ca người thầy và nấu ăn với chủ đề Nhà giáo với ẩm thực ba miền.
Chương trình tặng quà cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là chương trình công tác xã hội do báo Khăn Hoàng Đỏ phối hợp cùng nhóm chia sẻ sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ban tổ chức Liên hoan ẩm thực quốc tế Bộ Ngoại giao tổ chức cho 58 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm chất độc da cam và 5 phụ nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hoàn cảnh khó khăn được tặng một phần quà, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 700.000 đồng. 50 em học sinh khó khăn được nhận học bổng 2 triệu đồng mỗi em. 5 em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận 5 triệu đồng một em. 3 thanh niên nhiễm chất độc màu da cam đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện thể thao được nhận 5 triệu đồng một em. 5 phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống được nhận 10 triệu đồng một người. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 235 triệu đồng. Trong những năm qua, nhóm chia sẻ Sharing của bà Mai Thị Hạnh đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như trao tặng nhà tình thương, xây cầu nông thôn, tặng áo phao cho người dân, tặng sinh kế cho bà con nghèo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thưa quý vị, cuối tuần ngoài những điểm vui chơi, giải trí quen thuộc, giờ đây người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể chọn đến những nơi tĩnh lặng để theo đuổi các bộ môn sáng tạo nghệ thuật như là học làm các sản phẩm từ gốm. Và mỗi sản phẩm sẽ mang tính sáng tạo, cá nhân, đồng thời đây là cách vừa thư giãn khi vừa làm việc, vừa trò chuyện, giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Em thì lần đầu tiên đến rồi, do là cuối tuần thì mình rảnh rỗi muốn đi thư giãn. Nên tới đây thì em thấy khung cảnh nó chill với lại mình được trải nghiệm mới. Mình chọn này tại vì là cho bé có cho cơ hội được trải nghiệm á, với lại các bé được gặp nhau, hai bé học cùng lớp. Cho nên là các bé gặp nhau cuối tuần để mình cùng chơi với nhau rồi cùng trải nghiệm những cái điều mới cho bé được vui. Hôm nay con làm cái ly. Cái ly cũng không có gì đặc biệt so với những ly khác. Có cái quai hình trái tim. Thì ở đây có mấy cái màu căn bản sẽ lấy sẵn cho khách. Còn nếu mà khách muốn pha mấy màu khác đó, thì em sẽ hướng dẫn pha. Cái màu này là màu đất sét đó. Khi mà nung lên đó, nó sẽ ra màu đậm hơn. Nó sẽ còn một lớp men bóng lên nữa. À, thường là cái bước tạo hình. Mình sẽ cần cái độ mỏng, độ dày cho nó hợp lý. Thì khách có thể chưa quen nên họ chưa có canh được. Thì em sẽ phải canh cho khách. Khi mà cái xã hội ngày một phát triển á, thì việc nhiều hơn, stress nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn. Mọi người thì tất bật, không có có nhiều khoảng thời gian cho riêng mình. Thì cái loại hình nghệ thuật làm gốm này á, nó làm cho mình cảm giác được bình yên, được thư giãn, được chậm lại, được sống và nói chuyện với nhau, kiểu mình vừa làm vừa nói với nhau á, thì nó chậm lên một nhịp. Gốm là cái nghề mà gọi là truyền thống, thì em muốn mang một cái gì đó truyền thống của Việt Nam, muốn góp cái sức trẻ của mình vào đó để cái đất của mình, cái gốm của Việt Nam mình có thể làm được nhiều, tạo được muôn hình vạn trạng luôn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.